Tích Tiểu Thành Đại nhận quân huy hàng ngày trên tngshop.vn, click là có. Hàng ngày các bạn có thể chơi thử các vòng quay, nhận quân huy và rút quân huy thoải mái nhá. Event cập nhật phiên bản mới, tham gia ngay nha anh em. Yên tâm là gặp cố sẽ bồi hoàn 100%. Chơi Elsu, nguy cơ bị chửi rất là cao nếu các bạn không bắn tay tốt và ngắm bắn ổn. Và đương nhiên rồi, các bạn đã bao giờ gặp đó chính là giáo án Elsu cầm bục phá đi thường tàn thần đấy chưa? Nếu ở đánh đài thì các bạn gặp thường xuyên và bình thường, như ở đánh Việt các bạn có thể sẽ gặp. Và đương nhiên rồi, kèm với đó là các lời chửi bới vô căn cứ mặc dù bạn chưa thể hiện điều gì. Vậy thì vào ngay giáo án Elsu cầm đi tà thần với bục phá nhá. Góc trái mình của anh em là trang bị và bảo ngọc gợi ý cấu rỉa bằng đòn đánh tay ưu tiên hàng đầu nhé anh em. Trời ơi, cái thằng rừng còn chưa ra anh em ơi, tìm nó nào. Đây rồi, bắn tay nè, dồn chiêu hai liên tục cho mình. Holy shit, trượt một lần chiêu hai không sao nhá, có bục phá đây rồi. Bắn tay và bắn tay liên tục. Dồn, yeah, tiết kiệm một cái bục phá nhá. Sức bắn tay hủy diệt của Elsu đi đường tà thần có ưu thế gì đây? Tối thì à, bắn tay nè, rất đau luôn anh em. Elsu khi đường tà thần sẽ áp chế rất là tốt các vị tướng, đặc biệt vị tướng đấu sĩ địch nhá. Ôi trời ơi, cái này thằng Ghidu nó bóp tôi anh em ạ. Chứ không phải là trượt đâu, tự dưng lại làm cú đẩy nội tại, gọi là tiếc luôn. Đặt ngay chiêu 1 không chỉ là kiểm soát tầm nhìn mà giúp anh em thể farm lính quái nhanh chóng hơn rất là nhiều. Dọn nhính nhanh và chúng ta về thôi. Ưu điểm của nó đầu tiên là đè ép các vị tướng đấu sĩ solo, kiểu như là bọn Hayate đi solo tà thần đó. Nhưng mà Hayate đi solo tà thần đầu game lại không mạnh bằng Elsu. Đấy, Elsu áp chế hỏa lực bằng chiêu 2 và bằng các đòn đánh tay chiêu siêu thấm. Nó sẽ là đánh đập đây anh em ơi. Úi cha, sợ quá, đánh tay cho mình nha anh em. Không sao, còn 2 viên. Tiếp tục bắn tay, vuốt nhà, boom. Đáng sợ chưa anh em ơi. Elsu ở dạng đầu game không phải là dạng vừa. Và các bạn nhớ tối ưu các đòn đánh tay cho mình nhá. Chắc chắn sẽ khiến cho anh có thể phát huy tối đa sức mạnh thứ này. Trở về thôi. Trang bị ưu tiên đầu tiên đương nhiên rồi, đó chính là đôi giày du mực. Và sau khi chúng... Úi dồi ôi, thanh niên Rodion làm gì đây? Chưa gì định băng trụ chơi mình rồi. Với cái đôi giày du mực lấy tốc độ đánh, giờ chúng ta lên Mora để mà tối đa cái khả năng xuyên giáp phần trăm của vị tướng này. Hãy đi men theo các vách tường để gia tăng tốc. Và đương nhiên rồi, đó chính là khả năng ẩn thân để mà tấn công kẻ địch nhé. Bắn thường thật là nhiều. Úi trời ơi, đau chưa? Ghê nhá mấy thanh niên này. Hổ báo với chúng tôi, hổ báo. Các bạn thấy không, các đòn đánh tay cực kỳ chất lượng. Đương nhiên yếu điểm của việc Elsu đi sâu đường ấy thì là có. Thứ nhất ấy, xác định ăn chửi rồi, không phải nói nhiều anh em. Xác định ăn chửi rồi. Elsu đi đường rồng nhiều lúc chưa kịp làm gì, hay là chưa làm gì cho đồng đội nên bị ăn chửi rồi. Huống chi là ở rank Việt, chỉ cần anh em pick lạ một chút thôi là nguy cơ bị chửi rất là cao. Đặc biệt là rank cao thủ đổ xuống ấy, nguy cơ bị ăn chửi nó càng tăng vọt hơn. Làm gì bạn? Từ nhá, thằng Rodion nó lên kìa. Chúng ta sẽ hồi phục và chắc là về thôi. Bây giờ là anh em thấy đó, chúng ta đã có cái lượng đồ nhất định. Vậy thì anh em sẽ hỏi là nếu mà Elsu đi solo tà thần liệu có đảo ganh tốt bằng các vị tướng đấu sĩ khác hay không? Việc đảo ganh thì các bạn bình thường anh em dọn lính nhanh bằng chiêu 2, sau đó các bạn đi qua ven mép tường, sử dụng chiêu 1 để check và kiểm soát tầm nhìn trong đội, và sau đó là tiếp cận kẻ địch nhá. Bắn nè, nhẹ nhàng cấu đi à, và bán tay thật nhiều nha anh em. Elsu anh em nâng mắt chiêu 2 cho mình, cài máu thấp nhất và phép bổ trợ đương nhiên rồi. Thường thường thì cầm tốc biến nhưng mà mình cầm bục phá khô máu luôn nè. Úi ê, 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 trời ơi, làm gì căng vậy anh ơi. Ui ơi, chỉ bắn tạch tạch mấy cái là được rồi anh em ạ, nhưng mà nhỏ thế ta. Không sao nhá, Batman sẽ giải quyết phần còn lại. Chết chưa bạn ơi. Đương nhiên rồi, khi mà Elsu chúng ta không ngầm tốc biến, chúng ta sẽ rất là khó khăn khi mà chúng ta vẫn dựng trong chiêu cuối là kẻ địch tiếp cận. Đó là cái yếu điểm của việc chúng ta cầm bộc phá. Nhưng mà ưu điểm thì anh em biết rồi đó, bộc phá tác dụng gì rồi đúng không nào. Kẻ địch lượng máu càng thấp thì
ăn cái lượng calo chuẩn dồn và kết thúc càng nhiều. Đó là lợi thế của chúng ta. Đương nhiên cái giáo án Elsu đi đường tà thần cầm bộc phá này, anh em rank cao cao một chút hoặc là tay cứng Elsu thì mới nên áp dụng nhiều nhá. Chứ còn anh em nào mới tập chơi Elsu thì không xem clip của F thì đừng áp dụng nhá. Không mấy ông lại chắc bảo là dạo này xem eFoot hơi nhiều rồi. Tức là đây chỉ là một cái giáo án gợi ý cho anh em, đặc biệt anh em chắc tay Elsu. Và đương nhiên rồi, di chuyển ok một chút để đảo gánh trong đội. Chứ các bạn cầm Elsu mà các bạn cứ ôm ở cái đường tà thần mà không đi gánh trong đội thì chết giờ. Lúc đấy bị ăn chửi là chẳng ngoan đâu anh em. Kéo mấy con lính quái này ra cái khu vực chúng ta có chiêu 1 để mà kiểm soát tầm nhìn, đảm bảo cho anh em gây đam tối đa hơn. Men theo cái phèn tường nha anh em, men phèn tường mà chúng ta cứ đi thôi. Anh không bắt được nè. Hello, một đạn nè. Ui, từ từ nhá, còn một viên, hai viên, ba. Bạn lại chạy hộ tôi vào gần đây bạn ơi. Tiếp cận gần thì lại bị bộc phá, thổi tung bay nóc luôn. Đáng sợ chưa, đáng sợ chưa. Kể cả là anh em đối đầu với Floor, đây là chuyện EZ nha anh em. Đi với kèo Floor thoải mái, kể cả là kèo khác. Đòn đánh tay của Elsu quá thấm, cái lượng sát thương ở đoạn đầu đã cực kỳ mạnh rồi, nên các bạn hoàn toàn thể áp chế kẻ địch và giải quyết nhanh bằng cách chờ dọn lính tốt và hủy diệt kẻ địch nhé. Đặc biệt là kẻ địch ở trong trận đấu này ở Quillen thì ôi trời ơi luôn anh em, cứ đặt các trap ra rồi sau đấy là đợi kẻ địch lao vào. Ôi rồi ghê, thanh niên định đi sức đam mình cơ. Thực ra pha đấy thằng Batman không vào ấy thì mình cũng ăn được thôi anh em. Các đòn đánh tay đó vận dụng chiêu 2 và chiêu cuối thực sự hợp lý luôn. Tiếp tục trở về nào, trở về và ok, chúng ta chạy sang mid cố gắng đẩy và ép sau khi xong cái kiếm veneer để đánh phần trăm máu và có thêm một chút hút máu cho bản thân thì chúng ta lên cái nanh nha anh em. Đây là tức là cái trang bị từ Mora rồi kiếm veneer và kể cả là giày su mực là cái trang bị tối ưu cho khả năng bắn tay của anh em ở trận đầu, và sau đó chúng ta tối ưu đam bằng đó chính là nanh nhá. Có nanh thì anh em bắn cứ gọi là siêu thấm, đặc biệt là cả bắn trụ hiệu quả rất là cao. Đây anh em, dụ con này ra cái khu vực có tầm nhìn của mình là chúng ta có thể gây sát thương tối ưu hơn. Vận dụng chiêu 1 không chỉ là để bảo kê cho bạn. Đắp đây này, đứng lại bạn ơi. Thanh niên sợ rồi anh em. Thanh niên bị một lần là sợ rồi. Ôi trời ơi, bắn quá đau luôn anh em. Bắn thế sao chơi. Một viên, hai viên, chiêu cuối nè. Ôi trời ơi, toang luôn VRS anh em ạ. Kể cả là các vị tướng khác cũng vậy thôi. Nếu anh em nào mà cứng tay ấy, thì nhớ test và để lại cảm nhận dưới video nhá. Em tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên các bạn thấy Elsu top cầm bộc phá. Nhưng mà nếu bạn nào mà chưa thấy bao giờ ấy thì đây sẽ là một cái gọi là thí nghiệm cho anh em. Bởi vì đã sử dụng và trải nghiệm rất là nhiều trận đấu rồi. Và đồng thời bên anh đài họ cũng khá là phổ biến cái chiến thuật dùng què này. Đấy, chiến thuật mà rất là nhiều anh em có người ứng, có người ghét, có người chửi. Người ta gọi là chiến thuật dị đấy anh em. Dị một chút nhưng hiệu quả là được rồi. Đó mới là cái thứ quan trọng và quyết định nhất của mình. Bắn trụ gọi là phê nhá. Liên tục farm các kiểu này cho mình xin cái bột xanh để mà hồi chiều nó nhanh hơn. À bọn này cứ thích lìa chết cơ. Phụp, hơi bị đau về chất lượng đấy nhá. Nếu mà các bạn bắn kẻ địch ấy thì nhớ vừa hit and run để bắn, để mà các bạn không mất đi cái giảm phần trăm chiến sát nhé. Nó sẽ tối đa hiệu quả sức mạnh của anh em. Một nè, ôi trời ơi, bắn từ từ, từng phát một thôi anh em. Cấu đi dần dần. À, đây anh em ơi, đây rồi con hàng của chúng ta. Đây đâu,
chơi à bạn ơi? Lại đây. Nó mà đến gần ấy là ăn ngay quả bộc phá rồi anh em. Đi xa lại bị ăn quả cấu rỉa. Hiệu quả chất lượng đúng không nào? Tiếp tục để trụ nào. Ok. Các bạn khi mà chơi một Elsu cầm bộc phá thì các bạn phải chú ý bản đồ nhỏ thật là nhiều và phán đoán khả năng di chuyển của kẻ địch để tránh tình trạng kẻ địch tiếp cận kẻ địch. Và kẻ địch tiếp cận bạn ấy thì hơi bị khó để chặn bởi vì chúng ta chỉ có chỉ cuối mà thôi. Khi đó các bạn nên ẩn thân ở các bức tường để mà khi mà trong trạng thái gọi là ẩn thân ấy, nếu mà các bạn không bị ăn chiêu để mà bị lộ sai thì các bạn vẫn có thể có gia tăng tốc độ chạy và không bị chặn tấn công nhá. Thật rất là hiệu quả cho anh em. Liên tục kiểm soát các bụi cỏ trong đồng đội. À, hơi bị đống đấy, thằng Heate nó núp bụi tường kìa. Trang bị kế tiếp đó chính là cái cung tà ma nhá. Cung tà ma mặc dù giảm rồi nhưng mà vẫn còn khá là ok cho Elsu nhà ta. Như anh em sẽ hỏi là tại sao lại lên nhiều đồ đồ đó có tỷ lệ chiến mạng cơ mà Elsu lại không vận dụng tỷ lệ chiến mạng. À tức là mà Elsu lại không chiến mạng thì cái lượng tỷ lệ chiến mạng đó nó chuyển thành sức thương vật lý đó anh em. Nên anh em cứ thoải mái dùng đi. Và đó là giáo án Elsu đi sơ đường tà thần cầm bộc phá gửi tới cho anh em. Các bạn có thể áp dụng vào rank thì bạn chắc tay vị trí này nhé. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.